Qua tìm hiểu văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, người dân Đà Nẵng đặt kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ đến. Theo dõi cái Đại hội Đảng toàn quốc kỳ này, chúng tôi cũng mong rằng là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị được cơ cấu một cái bộ máy thật là vững vàng và trong sáng, và phải nói là những cái người đó thiết thực đem lại cái lợi ích nhất định cho toàn dân. Với một người dân thì tôi rất tin tưởng vào đại hội của Đảng, chắc chắn rằng là trong đại hội đấy sẽ làm tốt nhiều vấn đề, làm tốt cái việc mà phòng chống tham nhũng rồi giải quyết đem lại cái, và cũng mong muốn rằng là trong cái đại hội này thì coi như sẽ đem lại cái sự tốt nhất cho mọi người dân.